Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kế Sách tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, Kế Sách đạt và vượt 10 trên 20 chỉ tiêu, 10 chỉ tiêu còn lại đạt từ 67% trở lên. Kinh tế tiếp tục phát triển, hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên, đã hình thành dùng lúa cánh đồng lớn, năng suất sản lượng lúa vượt chỉ tiêu nghị quyết, tỷ lệ lúa đặc sản tăng từ 6 đến 8% một năm, chiếm 90% tổng sản lượng. Toàn huyện có 17.892 hectare cây ăn trái được cấp 42 mã vùng trồng, liên kết hợp đồng tiêu thụ 2.350 tấn trái cây, 1.500 hectare lúa, giá trị sản lượng thu hoạch bình quân trên 1 hectare đất sản xuất đạt 193 triệu đồng. Có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 900 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, các chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, đoàn kết nội bộ được giữ vững. Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự hỗ trợ phối hợp tạo điều kiện của các sở, ban ngành tỉnh, sự đồng kết thống nhất của ban chấp hành đảng bộ huyện, ban thường vụ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn những hạn chế, dự báo đến cuối nhiệm kỳ, một số nhiệm vụ trọng tâm còn gặp khó khăn khi triển khai thực hiện. Do nguồn lực ngân sách của địa phương chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, đưa trung tâm xã Thới An Hội, Nhân Mỹ, An Lạc Tây, Đại Hải đạt tiêu chí đô thị loại 5. Về xây dựng nông thôn mới, kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, còn chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, biến động giá cả, dịch bệnh, xâm nhập mặn, sạt lở. Xem xét đầu tư thêm 4 trạm đo mặn tự động tại Ủy ban Nhân dân xã An Mỹ, Vàm Cái Trưng, Vàm Cái Cao và Vàm Mương Khai để giúp cho người dân có thông tin kịp thời, chính xác để chủ động ứng phó tình hình xâm nhập mặn trong thời gian tới. Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển thôn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục hỗ trợ trong việc đăng ký quản lý mã số vùng trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là chứng nhận các cái cây đầu dòng. Hội nghị cũng đã nghiêm túc đánh giá, thảo luận đối với những chỉ tiêu còn hạn chế và đề xuất các giải pháp trong lãnh đạo điều hành thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện trong nửa nhiệm kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua của đảng bộ huyện Kế Sách, đồng thời đề nghị huyện cần tích cực thực hiện phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, mở rộng vùng sản xuất cây ăn trái gắn với tiêu thụ sản phẩm. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng, sớm giao đất cho nhà đầu tư để triển khai các dự án cụm công nghiệp An Lạc Khu 1, An Lạc Khu 2 và khu công nghiệp Sông Hậu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về chủ trương, phương án, giải pháp, khai thác cát phục vụ cho các công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện, mà nhất là cái dự án đường cao tốc, để làm sao người dân hiểu và đồng thuận cao. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị huyện cần quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, nâng cao tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tập trung xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Qua đó, góp phần để Kế Sách hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và đưa địa phương phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian tới.